Cô chú anh chị ơi, bây giờ kênh Nhà Đất Việt Nam sẽ quay một căn nhà ở ấp Phước Hưng, xã Phước Dinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Căn nhà đang cần bán là màu xanh này cô chú anh chị. Nhà này hướng chánh bắc nha. Diện tích đất thì chiều ngang 5m và chiều dài 57m. Tổng diện tích là 278,5m², có 60 thổ cư. Còn lại đất cây lâu năm 399 triệu. Đường ở trước nhà nè cô chú anh chị. Đường sỏi đỏ ha. Thì cái vị trí này là chỉ cách đường nhựa có 100m thôi. Đối diện là nhà hàng xóm mới xây và đang làm cái cổng. Đây, đi ra hướng này có 100m là đường nhựa. Cái nhà này là tiệm tạp hóa nè cô chú anh chị. Ra đường nhựa quẹo phải 100m là cây xăng mới mở. Đó, nhà cách đường nhựa 100m, cách cây xăng có 200m thôi. Từ ngã tư đèn xanh đèn đỏ Ủy ban xã Phước Dinh á, đi vô tới đây là đúng 3 cây. Còn chợ Phước Dinh đó vô tới đây là 3,5 cây nha. Từ thành phố Tây Ninh lên tới đây là 2-3 cây. Còn từ bến xe An Sương, thành phố Hồ Chí Minh lên tới đây là khoảng 110 cây. Đây, nhà đất đang cần bán nè. Ở trước là có cây sung nha cô chú anh chị. Thì chiều ngang là đúng 5 nha. Bên đây thì giáp ranh với cái nhà xây chưa tô. Đó, còn bên đây thì có cắm trụ xi măng nè. Chiều ngang là đúng 5m và chiều dài là 57m ha. Căn nhà này là mới sơn lại nha cô chú anh chị. Đây, bên hông nhà nè. Bên hông là có xây tô luôn nha. Nền nhà cao ráo, trong lát gạch men nè. Sơn màu xanh, cửa kính khung sắt. Bên trong thì chưa có la phong ha. Cái tôn với lại cái khung sắt ở trên thì Tấn thấy còn rất là mới luôn. Vị trí Google Maps của nhà Tấn sẽ ghim cái đường link để trong phần mô tả nha. Cô chú anh chị muốn mua nhà thì liên hệ em Nhung. 399 triệu nha. Đây, nhà 2 phòng ngủ nha cô chú anh chị. Có cửa sổ nha. Bên hông là xây không có liền tường với nhà hàng xóm cho nên là mở cửa sổ được. Đây, phòng ngủ thứ hai nè. Cửa là cửa khung sắt kính mờ. Đó, đây cửa sổ nè. Bây giờ Tấn quay là buổi chiều nha cô chú anh chị ơi. Cách căn nhà này khoảng chừng 200m thôi là có nhà xưởng công ty rồi nha. Chút Tấn sẽ quay ở ngoài đường nhựa cho cô chú anh chị coi. Cái khúc nhà bếp nè thì kiểu như che tạm thôi. Đó, cô chú anh chị mua chúng ta có thể là xây thêm cho nó kiên cố nha. Chiều dài đất là 57m. Ở trước có cây sung, ở sau có cây sung nữa với cây khế. Đây ở phía sau nè cô chú anh chị. Nhà này là hướng chánh bắc luôn nha cô chú anh chị ơi. Hàng xóm kế bên đây. Đó, từ trong nhà nhìn ra ngoài đường nè. Thì chúng ta thấy là nhà xây thục vô tuốt trong luôn. Chừa ra cái sân rất là rộng nha. Nhà hàng xóm đối diện thì mới xây. Đó, cái đường là tuốt bên ngoài luôn nè. Định vị Google Maps thì Tấn sẽ ghim cái đường link để trong phần mô tả nha. Đó, đi dài dài vô là có nhà cửa hàng xóm bên trong nữa nha cô chú anh chị. Tấn nhắc lại cái giá bán nha. 399 triệu nha. Nền đất thì cao ráo bằng phẳng. Đường điện nhà nước là đi phía đối diện. Đó, bên phía căn nhà đang cần bán là không có vướng dây điện trụ điện nha. Đường điện nhà nước là đi phía đối diện nè.
Rồi nhìn ra hướng này có 100 mét thôi là cái đường nhựa. Cái đường nhựa ngoài đây là cái lộ giới rất là bự nha cô chú anh chị. Đường nhựa là đường kết nối từ Phước Vinh, Châu Thành qua bên xã Hòa Hiệp của huyện Tân Biên nha. Đó, cách đường nhựa 100 mét, cách cây xăng là 200 mét và cách nhà văn hóa của ấp á là khoảng 300 mét nha. Bây giờ Tấn sẽ quay sổ hồng của nhà đất này cho cô chú anh chị coi nha. Đầu tiên mình coi cái sơ đồ này cô chú anh chị ơi. Hướng chánh bắc, mặt tiền đường đất nè, thì chiều ngang là đúng 5 mét nha, ở trước 5, ở sau 5. Còn chiều dài á 57 mét. Thửa đất số 158, tờ bản đồ số 16, địa chỉ ấp Phước Hưng, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Tổng diện tích đất là 278,5 mét vuông. Thổ cư là 60 mét vuông, còn lại đất cây lâu năm. Cô chú anh chị muốn mua thì liên hệ em Nhung nha. Số điện thoại là 0378 012 852, 0378 012 852, 0378 012 852. Gặp em Nhung. Bao giấy tờ nha cô chú anh chị. Đây là nhà cửa hàng xóm ở ngoài đường nhựa nè cô chú anh chị. Thì căn nhà đang cần bán cách đường nhựa này 100 mét nha. Bây giờ Tấn sẽ quay ngay nhà văn hóa của ấp nè. Đây, nhà văn hóa bên tay phải. Nhà văn hóa ấp Phước Hưng, xã Phước Vinh. Thì đối diện xéo với nhà văn hóa là cây xăng mới xây. Đây, cây xăng Hồng Thịnh nè. Thì từ cây xăng mình đi tới 100 mét, cái quẹo trái vô nhà. Nhà là cùng phía với bên cây xăng luôn, bên tay trái. Thì cái hướng này á sẽ là hướng từ Hòa Hiệp Tân Biên đi tới. Để giờ Tấn quay vô nhà đi, cái Tấn chạy ra ngoài chợ Phước Vinh. Quay từ ngoài tỉnh lộ 788, ủy ban xã Phước Vinh, chạy vô cho cô chú anh chị coi biết cái đường đi nha. Đường vô nhà này cô chú anh chị. Thì phía trước mặt là nhà xưởng kìa. Đó, cách có 100 mét thôi. Còn ngay chỗ cây xài này là có tiệm tạp hóa nha. Tạp hóa Hồng Ngọc là ngay đầu đường quẹo vô nhà. Đây quẹo vô đúng 100 mét là căn nhà đang cần bán bên phía tay phải luôn nha cô chú anh chị. Đó, bên trái là nhà hàng xóm đây nha. Rồi căn nhà màu xanh bên tay phải kìa. Tấn sẽ ghim cái đường link định vị Google Maps để trong phần mô tả nha. Có nhà hàng xóm ta mới xây nữa nè. Rồi căn nhà đang cần bán là căn nhà màu xanh nè. Đây là đường tỉnh lộ 788 nè cô chú anh chị. Bên phía tay phải là chợ Phước Vinh nè. Cái hướng này là từ thành phố Tây Ninh đi lên. Thành phố Tây Ninh đi tới đây là 20 cây thì sẽ đi ngang chợ Phước Vinh bên tay phải. Còn đây là Bách Hóa Xanh nè. Nhà cửa dân cư kinh doanh buôn bán quá chừng luôn. Qua khu chợ Phước Vinh này thì ở phía trước có ngã tư đèn xanh đèn đỏ, mình sẽ quẹo phải. Khúc này tiệm vàng đồ quá chừng luôn cô chú anh chị ơi. Ở đây chúng ta thấy là quá chừng xe đưa rước công nhân luôn ha. Mấy xe này là đang chở anh chị em công nhân đi làm ca đêm nè. Giờ Tấn quay hướng này là nó hơi ngược sáng chút xíu, cô chú anh chị thông cảm nha. Tấn quay buổi chiều. Đó, bây giờ anh chị em công nhân là đi làm ca tối đó. Thì qua chợ cỡ chừng 500 mét là tới ngã tư đèn xanh đèn đỏ ngay ủy ban xã Phước Vinh, xã đạt chuẩn nông thôn mới. Khúc này là có 2-3 cây xăng luôn nha. Đây, tới ngã tư này thì chúng ta sẽ quẹo phải để vô nhà.
Từ đây vô nhà là đúng 3 cây nha cô chú anh chị. Ở phía trước bên phải á, là ủy ban xã, còn bên trái là trường tiểu học với lại trường cấp 2. Nếu quẹo trái là sông Vàm Cỏ Đông nha. Đi thẳng là lên vườn quốc gia Lò Gò Sa Mát. Bên phải là có cây xăng nè. Đó, xe cộ quá chừng luôn. Quẹo qua đây là hết ngược sáng rồi nè. Đó, ánh sáng sẽ đẹp lại ha. Cái đường này là bên hông của ủy ban xã nha cô chú anh chị. Trường mẫu giáo là bên tay phải luôn nè. Mình vừa đi ngang qua trường mẫu giáo bên tay phải nha. Từ ủy ban xã chạy vô tới nhà là đúng 3 cây. Cái đường nhựa này chúng ta thấy là liền lạc, rất là dễ đi nha. Cái hướng này là đi về hướng xã Hòa Hiệp của huyện Tân Biên luôn đó cô chú anh chị. Còn căn nhà đang cần bán là thuộc xã Phước Vinh của huyện Châu Thành ha. Gần tới đường quẹo vô nhà rồi nè cô chú anh chị. Thì chúng ta thấy là nhà cửa dân cư cái khúc trong đây khá là đông nha. Có quán cà phê đâu nè. Nếu cô chú anh chị thích kênh Nhà Đất Việt Nam thì nhớ bấm thích video này, rồi bấm đăng ký kênh YouTube Nhà Đất Việt Nam để ủng hộ Tấn nha. Bên phía tay trái là nhà xưởng công ty nè cô chú anh chị. Công ty Đồng Nhất. Khoảng 300m nữa thì mình sẽ quẹo phải vô nhà. Đã đi thẳng cái hướng này lên là sẽ có hai cái cây xăng mới xây bên phía tay phải. Đây, tới đường quẹo vô nhà rồi nè cô chú anh chị ơi. Đầu đường là tạp hóa Hồng Ngọc nè. Đó, đường quẹo vô nhà là ngay chỗ này nha. Quẹo vô có một chút xíu là tới nhà. Chạy xích tới là cái cây xăng nè cô chú anh chị. Cây xăng này mới xây, rồi chạy xích lên chút nữa cũng có cây xăng mới xây bên tay phải nữa. Đây, cây xăng Hồng Thịnh nha. Và đi thẳng cái hướng này thì nó thông ra đường Nguyễn Thị Lan, ra chợ Hòa Hiệp, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên. Nó thông ra đường quốc lộ 22B lên thị trấn Tân Biên luôn nha. Tấn sẽ kết thúc video clip này tại đây nha cô chú anh chị ơi. Bên phía tay trái là có văn phòng ấp nè. Cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã xem hết video. Nhớ bấm đăng ký để ủng hộ kênh. Liên hệ quay clip nhà đất, Zalo 0339 120 133.